Chào các bạn. Chào các bạn đến với bản tin Family News lần thứ 2. Bản tin được đưa ra sau khi ra mắt Max lần đầu tiên và đây những là những diễn biến chính có trong bản tin ngày hôm nay. Vào 20 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2022, khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ lên lớp, còn Farmer thì vào rừng. Những con số ấn tượng cho thấy chỉ ngay trong 1 giờ đồng hồ đầu tiên đã có 200 gamer có thể đi được vào trong rừng để trải nghiệm rồi. Thế còn sau 12 tiếng, con số đó đã lên đến 1.000 user. Những user còn lại các bạn chưa vào được, đừng lo, bởi vì chỉ cần mở cầu ngay xong thôi là các bạn có thể vào rừng được rồi. Có white item rải khắp nơi cho các bạn khám phá, nhặt và bán cho NPC. Có thêm NPC, có thêm hạt giống mới. Lần đầu tiên chúng ta có trái cây. Tuy nhiên, rừng thì quá rộng. Và nhiều khi, admin chúng tôi đã phải hỗ trợ cho những gamer đi lạc, hướng dẫn các bạn để có thể tìm đường đi về. Hãy cùng đến với những điều chỉnh và những lỗi đã bị gặp trong thời gian mà rừng ra mắt nhé. Tất cả những nông sản là đồ được tặng thì sẽ bị tăng thời gian phát triển lên. Đồng thời thì cái giá bán nông sản cho NPC cũng sẽ bị giảm đi. Lý do đơn giản cho câu chuyện này là cần là tạo ra sự cân bằng trong game và chống lạm phát. Tại vì sao? Nguyên nhân sâu xa đến từ việc là thực ra tất cả các nông sản này thì nó đều là đồ được tặng. Các bạn giành các cái chiến thắng, các cái quest, daily quest, các bạn giành được phần thưởng. Thì có những trường hợp ấy là các bạn sẽ gom lại hết tất cả các hoa và các bạn chờ đến cho cái thời điểm mà các bạn đến cái rank mới, các bạn đẩy sang một cái account nào nó mới ở một cái đồ top mà nó lợi thế. Về việc là chỉ cần thời gian bắt đầu bạn kiếm được đủ mi thì bạn chỉ cần trồng cái cây thôi. Bạn sau đó thì thu hoạch một lần, các bạn kiếm được rất nhiều tiền và lúc ấy là được top hẳn lên. Thì cái việc này thì nó không xấu. Bản thân là đây là kinh tế thị trường, mạnh ai thì người đấy làm, tức là yếu tố sáng tạo đấy lên cao. Tuy nhiên là người điều hành cái thế giới game này giống như điều hành một nền kinh tế thì chúng tôi buộc phải tạo ra có những cái điều chỉnh hợp lý để đạt được cái sự cân bằng trong game. Tức là nếu mà cái việc đấy xảy ra quá nhiều thì những gamer mới người ta không có cơ hội và thậm chí là người ta sẽ thấy là game làm như thế là nó không công bằng, nhìn nó không hấp dẫn. Thì phải tạo cái độ công bằng như vậy. Thì cái việc này nó không cấm, nhưng mà nếu mà không điều chỉnh lại, tức là không cấm nhưng mà mình sẽ phải có những cái chế tài về mặt kinh tế để mình giữ lại cái sự ổn định cân bằng. Nó giống như điều hành của một cái nền kinh tế quốc gia ấy, thì nó nôm na giống như các bạn hiểu, giống như tăng giá xăng này, hay tăng một số tăng lương cơ bản này, hay tăng giảm một số cái điều chỉnh khống chế một số cái mặt hàng mà có bình ổn giá hay gì đó. Thì cái này cũng tương tự kiểu như vậy, nên là cái việc mà điều chỉnh các cái vật phẩm như này nó là điều rất là cấp thiết. Nhưng mà có một số bạn cũng thắc mắc là nó cấp thiết thì phải thông báo sớm đúng không? Phải thông báo sớm cho anh em để anh em bắt đầu điều chỉnh, nhớ đỡ ảnh hưởng thì sao thì thôi. Cái này cũng phải xin lỗi anh em là nó là cái vấn đề về mặt timing, về đề mặt thời điểm. Tức là gì? Ngay tại cái thời điểm là ra mắt rừng ấy, thì nếu mà ra mắt map rừng đồng nghĩa với cái việc là quest sẽ có nhiều quest liên quan đến rừng hơn. Khi mà các bạn vào rừng rồi ấy, thì có những cái vật phẩm bạn chỉ tốn 2 stamina bạn đã nhặt được rồi, như nấm chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là các cái vật phẩm hoa hay các thứ khác các bạn nhặt về các bạn bán thì chỉ mất có 2 stamina là các bạn có thể đã có tiền rồi. Các bạn đâu phải lao động gì nữa đâu, nhiều khi đi may mắn nhặt được. Thì đánh đổi lại câu chuyện là làm những cái phần kia thì nó sẽ phải vất vả hơn. Nó phải có sự chờ đợi hơn. Thì nhưng mà đồng thời lại khi ra mắt map rừng ấy thì vì cái quest nó hoàn thành nó sẽ dễ hơn, nó sẽ bị đa dạng hơn mà. Quest hoàn thành dễ hơn nên là cái việc mà tỷ lệ các cái vật phẩm như vậy nó ra sẽ lớn hơn. Chính vì nó ra lớn hơn như vậy khiến cho nếu mà không có sự điều chỉnh ngay và hợp lý thì nó sẽ gây một cái sự mất cân bằng cực kỳ lớn, mất cân bằng về mặt giai cấp giữa người chơi cũ và người chơi mới, và cái khoảng cách nó gần như sau đấy thì không thể xóa nhòa đi được nữa. Khác biệt quá nhiều, bởi vì khi nhiều người sở hữu hoa, tức là sở hữu có tài sản đi, bởi vì hoa nó ngoài nó là tài sản rồi. Sở hữu tài sản quá nhiều thì với những lớp người mới vào người ta không thể nào ganh đua được với câu chuyện của các bạn nữa. Bắt buộc nó sẽ phải ra cùng thời điểm nhau và đó là gây cái bất lợi về mặt thông tin. Thì cái này Fami cũng sẽ phải đứng ra nhìn nhận về câu chuyện rõ ràng là thông tin bọn mình đưa đến các bạn nó chưa được có cái thời gian để chúng ta cùng làm quen với nhau, đúng không ạ? Mặc dù là cũng có nói trong các cái phần là liên quan nó sẽ có điều chỉnh chỉ số, tuy nhiên là sẽ ảnh hưởng đến các bạn. Nhưng các bạn yên tâm, cái ảnh hưởng này thì nó là ảnh hưởng chung của tất cả mọi người, nó không phải ảnh hưởng chỉ riêng của bạn. Và cái việc này là cái việc mà cần thiết để tốt cho cái hệ sinh thái của Fami, giữ cho cân bằng tốt trong game của Fami, để mong các bạn hiểu. Các daily quest thì cũng được bổ sung với các cái nhiệm vụ liên quan đến rừng.
với những cái bạn chưa được vào rừng thì khi gặp những cái quest của rừng thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tính năng đổi. Nhưng Famiteam thì khuyên thật các bạn là hãy tìm mọi cách để vào rừng đi, bởi vì ngoài cái việc mình kiếm tiền thì vào rừng chơi cũng rất là vui. Tương tự việc đó thì khi mà ra mắt tính năng chăn nuôi thì chúng ta sẽ lại có một cái cập nhật quest mà thêm nữa dành cho các việc mà chăn nuôi. Nhưng mà các bạn yên tâm là những cái quest liên quan đến phần chăn nuôi thì nó chỉ được apply cho những người cao và từ level 10 trở lên các bạn nhé. Một số lưu ý với gamer, một số điều đáng tiếc là trong rất nhiều AMA chúng tôi cũng đã nói đến cái yếu tố là các bạn phải tích gỗ, tích đá dành cho cái nhiệm vụ về công trình, mà đặc biệt là các AMA gần nhất đây thì cũng có nói liên quan đến phần về xây cầu để các bạn có thể tích trữ lại được và dành cho các bạn sang cái map rừng ở bên khu B, cụ thể là ở gần cái khu OB9, đúng không ạ? Thế nhưng mà tuy nhiên thì có rất đáng tiếc là có nhiều bạn chưa chữ kịp, thì không sao, các bạn có thể cố gắng làm thêm các nhiệm vụ, bởi vì là cũng có rất nhiều nhiệm vụ mà có thể ra được các cái gỗ và các cái đá cũng như là cái mi để các bạn có thể làm gì. Các bạn có hai cách, các bạn có thể mở rộng được thêm đất để các bạn đào đất đá, hoặc hai là các bạn làm thêm các nhiệm vụ hàng ngày. Thì các bản test mà được gửi cho các cái guild sử dụng hay cho KOL ấy, thì các chỉ số nó còn điều chỉnh cũng như là các lối chơi còn điều chỉnh. Thì vì vậy các bản test, các bản demo nó chỉ mang tính chất tham khảo, và khi mà bản thực tế ra nó sẽ có thể khác với những cái bản đó. Thì các bạn cái việc này thì các bạn cố gắng đừng đánh đồng nó với nhau. Các lỗi đáng tiếc gặp phải khi trong bản rừng ra mắt này thì có một số cái lỗi đáng tiếc phải xác nhận về phía cộng đồng. Thứ nhất là lỗi các bạn ăn trứng, nhiều bạn không ăn trứng được. Cái lý do nguyên nhân của cái lỗi này ấy là do cái con bot mà đến với thời gian lùi ăn trứng của các bạn ấy, nó lúc nó ngủ quên, tức là đến cái đoạn mà lẽ ra là phải lùi hết cao đao, lùi hết đến thời gian trứng, các bạn nó đứng im ở đấy, thế là ra lỗi. Thì lỗi thì bây giờ phải sửa thôi. Thì cái thời điểm mà hiện tại làm livestream này thì phía dev team cũng đã giải quyết được vấn đề rồi, đang có những cái test cuối và sau đấy sẽ cập nhật lại cho cộng đồng cái bản mới để các bạn lo. Cái lỗi thứ hai đó là lỗi tưới nước. Với cái lỗi tưới nước này thì nguyên nhân của nó ấy là khi mà chúng tôi chưa khóa cái, lúc trước thì là khóa chuột ở trong cái ô màn hình đúng không, nhưng mà khi mà đang để chuột nó bị out ra khỏi màn hình một chút thì nó sẽ bị lost, nó bị lost control khỏi cái chuột đấy. Thì cái việc mà click của bạn tưởng như là ở trong màn hình rồi, nhưng thực tế ra là nó đã bị out ra một xíu rồi, nó không thể control được cái việc đấy nữa. Thì cái việc này cũng sẽ được điều chỉnh trong phần mới, và cũng có thêm một số điều chỉnh mini nhỏ trong cái bản mới ra mắt của ngày hôm nay luôn, mùng 5 tháng 4 năm 2022. Với những vấn đề có thể nói là cấp thiết, vui có, cái chưa vui cũng có. Ở trong bản cập nhật của rừng này thì cũng thật may mắn là cộng đồng thì vẫn luôn tiếp tục ủng hộ, có rất nhiều comment ý kiến cả tích cực cả gay gắt, nhưng mà mình cũng cảm ơn tất cả ý kiến của các bạn, cả gay gắt cũng tốt, bởi vì các bạn để thấy được cho Famiteam là ok, cộng đồng sẽ phản ứng như nào với những trường hợp như thế này, và chúng ta sẽ phải lắng nghe và chúng ta sẽ phải điều chỉnh ra làm sao, có điều chỉnh hay không, có điều chỉnh ra làm sao. Thì chúng tôi sẽ bổ sung để giải quyết cái câu chuyện về mặt truyền thông với anh em ấy. Nhiều khi vì vấn đề lớn nhiều khi đến từ câu chuyện là anh em không nắm được hết thông tin, cũng như là chúng tôi không truyền tải được hết thông tin đến anh em, thì nó sẽ có giải quyết như sau. Thứ nhất, chúng tôi sẽ ra mắt cổng thông tin game, tức là chỉ only các cái tính năng của game thôi, để nhằm và thông báo những cái gì cập nhật mới nhất sớm nhất trước khi ra mắt cái bản, các cái phiên bản đó một khoảng thời gian để các bạn nắm được thông tin trước. Thì cái cầu thông tin nó khi nào xong thì chúng tôi sẽ public ra trong một vài ngày tới thôi. Cái thứ hai là ngoài các cái quyền lợi ưu tiên như lại cho các cái guild lớn tham gia cùng đồng hành với Fami cho các KOL, thì chúng tôi cũng sẽ dành một số các cái suất đăng ký để trải nghiệm cái bản test. Và cái suất này nó giống như airdrop vậy, tức là chúng tôi sẽ để trên marketplace một cái đường link, một cái nút, các bạn join test event. Khi mà các bạn join vào đó thì chúng tôi sẽ random ngẫu nhiên một số các bạn sẽ nhận được các cái bản test đó. Thì trong phần đó các bạn nhớ điền cái email chính xác của các bạn vào, thì cái link bản build rồi account các bạn sẽ được gửi trực tiếp tới cho các bạn đấy. Thì cái phần này là account sẽ chơi trên testnet, các bạn sẽ trải nghiệm tính năng. Nhưng phải nói rất cụ thể với tất cả các bạn đấy là cái tính năng này thì, và các tính năng cũng như các chỉ số ấy, thì chưa chắc nó đã là những cái thứ giống với phiên bản cuối cùng nhá. Mình thì dùng để mình trải nghiệm trước và mình góp ý lại cho Famiteam, các kênh truyền thông. Và ngoài ra thì cuối cùng thì chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh cái phần bản tin của Fami News, tức là cố gắng một tuần chúng tôi sẽ có 1-2 cái bản tin để cùng cập nhật thông tin dành cho anh em, cũng như là tổng hợp tình hình hiện tại, cũng như là sẽ cập nhật các cái phần ra mắt tiếp theo. Thì hy vọng qua đó thì anh em nắm được thông tin nhiều hơn, và mong rằng anh em tiếp tục đồng hành cùng Fami Team để chúng ta có một cái game tốt. Và đừng quên là
anh em tham gia Farmy là phải vui, đúng không ạ? Là phải vui. Mình kiếm tiền được nhưng mình vẫn phải vui đã. Như vậy thì hãy cùng ủng hộ tác, cùng đưa ra ý kiến để Farmy Team có thể tổng hợp đúc rút và có thể đưa ra được một con game nó thu hút nhất dành cho cộng đồng. Xin cảm ơn anh em. Bản tin đến đây là kết thúc. Tuấn Lê, CPO của Farmy.